Dì tiểu thư này, đã muộn lắm rồi, còn ở đây tìm gì vậy? Tôi đang tìm đường, tôi bị lạc đường. Tôi đi theo anh em của bọn tôi, sao lạc đường rồi? Đương nhiên không phải rồi. Bởi vì lạc đường, không tìm được đường ra bên ngoài, cho nên tôi muốn theo hai dì kia xem có thể tìm được đường ra ngoài hay không. Tôi thấy cô không thật lòng gì hết. Ngõ ngách thì càng đi càng sâu, cô tìm lối ra. Lối ra ngay sau lưng cô chứ. Nói nhiều với cô ta làm gì? Một người gầy yếu như vậy á, hả? Giết cô ta cho rồi, anh em chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau uống rượu. Giết! Yeah. Trời ơi! Các vị, em gái tôi nghịch ngợm, không biết ý tứ đã đụng phải các vị. Chúng ta chỉ bằng vàng xếp ổn thỏa, mạnh ai nấy đi được không? Không được. Cô ta vẫn chưa nói rõ tại sao lại theo dõi chúng tôi. Ê! Bỏ đi. Mọi người mới về gặp nhau, có thể nào để lại danh xưng không? Không cần đâu, giờ cũng muộn rồi, đã làm phiền. Cứ để bọn họ đi vậy sao? Bọn họ là vì các tướng quân đó. Các anh em đã làm việc cực khổ rồi, thời gian này quan sát gác xếp chặt chẽ hơn đi. Dạ. Khi không đánh người làm sao? Sao hả? Nếu không muốn đánh nữa thì trả lời câu hỏi của tôi. Tôi biết rồi, cô vì các tướng quân tới đây quản lý chúng tôi nói rồi, cái gì cũng không biết. Dám nói như vậy xem ra là biết chuyện hết rồi. Cô nói sao cũng được đó, dù sao tôi cũng nói không biết à. Đừng đánh nữa. Tôi nói. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Địa chỉ nhà các tướng quân ở đâu? 998 đường Cự Lộc, hẻm Bắc Lý. Sao ông ấy lại bị bắt? Nghe nói là hành động truy bắt tổng cục nội vệ với tô giới pháp, cấu kết tổng hợp triển khai, bắt chiến sĩ tình nguyện của đảng cách mạng. Hình như có một người may mắn chạy thoát. Các tướng quân thực sự có quan hệ với đảng cách mạng miền Nam sao? Đúng vậy. Nghe đồn là vậy á. Cô Lưu, chỗ này giao cho tôi, cô yên tâm. Giờ tôi mới biết là mình bị theo dõi đó. Hai người là ai vậy hả? Tới đây để làm gì? Chúng tôi đi ngang qua đây, muốn vào trong sân coi thử. Là như vậy, chúng tôi mua một đại diện ở vùng lân cận, trùng hợp đi ngang đây, cho nên muốn xem thử kết cấu của sân này đó mà. Chỗ này không được vào, mau đi đi. Chỗ này không phải không có người sống sao? Chúng tôi vào xem rồi ra ngay. Không mà. Được, bây giờ chỗ này là địa bàn thanh ban canh giữ, nói không thể vào thì là không thể vào. Không cho thì thôi hả? Chúng ta đi. Người của thanh bang canh nhà các tướng quân có khi nào là có âm mưu không? Mặc kệ là âm mưu gì, anh cũng không để em gặp chuyện. Đừng quay đầu. Nhân lúc còn ít người, hay là chúng ta giải quyết luôn đi. Khoan đã. Nè, mau lên, mau lên. Bọn họ đã đi rồi. Cảm ơn chị. Đám người của thanh bang này làm sằng làm bậy, chính những người nghèo khổ chúng tôi cũng hận họ thấu xương. Đúng vậy, đám người này chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Đúng. Đúng rồi, nhà chị ở đây luôn sao? Tôi đã ở đây hơn 40 năm rồi đó. Nếu vậy, chị có biết cô Cát Tường, con gái của Cát Mạo Xương tướng quân hay không? Cát Tường? Hai người tìm cô ấy làm gì? Chúng tôi là bạn của Cát tướng quân.
biết nhà họ gặp chuyện nên cố tình từ Bắc Bình đến đây thăm. Ai ngờ đâu tới gần nhà họ thì phát hiện ra người của Thanh Bang canh giữ sân nhà rồi. Cát Tường thật sự đã chết rồi. Cát Tường thật sự chết rồi sao? Đúng vậy. Đêm hôm đó nhà cô ấy xảy ra chuyện, cô ấy bị đuổi giết. Tôi thấy cô bé tội nghiệp, để cô ấy vào nhà trốn. Một chân cô ấy đã bị tật. Cũng giống như hai người vậy. Tôi hỏi cô ấy, chân này có phải bị người của Thanh Bang đánh hay không? Cô ấy nói bẩm sinh rồi. Tôi lại hỏi, vậy cô là con gái của nhà nào? Cô ấy nói là con gái của Cát Mão Xương tướng quân, tên là Cát Tường. Truy binh vừa lui, cô ấy cũng vội phải đi. Tôi có khuyên thế nào cũng không được. Tùy vào cô ấy thôi. Sau đó tôi nghe nói cô ấy sống lang thang ở trên đường. Không lâu sau thì bệnh chết. Bệnh mà chết. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Mấy cái người đứng đầu hình như là thuộc hạ của Tiến Ca, Tổ Đặng. Ê, sao vậy? Người ta chọc ghẹo gì anh mà anh vẫn theo các anh em đuổi đánh tới địa bàn của chúng tôi vậy? Hai tên đó không biết lai lịch như thế nào, dám coi thường Thanh Bang chúng tôi, còn nói là chúng tôi sinh ra đã hôi chân nữa. Cái gì? Bọn chúng ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Các anh em, chúng ta đông người, lấy thịt đè người thôi cũng có thể giết được bọn chúng. Các anh em đuổi theo. Đi, đi, bà đi, mẹ, đi. Đuổi theo. Đi thôi. Đi, đi. Thời gian cấp bách, đi nhanh đi. Xem ra chỗ này nhất định đã bị tổ hành động tổng cục điều tra qua rồi. Em muốn tìm cái gì? Sẽ luôn có một cái gì đó bị bỏ sót, không được ai để ý đến. Ừ. Chia nhau tìm đi. Anh xem đây là cái gì? Không phải chị kia có nói cô Cát Tường đó bị thọt chân sao? Như vậy có thể thấy Cát Tường thật sự rất có khả năng còn sống. Chẳng qua tình thế tuyệt vọng, các tướng quân và các phu nhân tìm cô gái khác để thế thân. Nếu đúng là như vậy, Cát Tường bây giờ đang ở đâu? Ở một nơi cô ấy có thể nhảy múa được. Ở đâu được chứ? Trường học, đoàn vũ đạo, đoàn kịch. Tóm lại, không có khả năng ở hộp đêm. Anh bị thương hả? À, không có gì, chỉ cần em không sao, anh không sợ đâu. Cô Lưu. Hôm nay mọi người chính thức về được rồi, không cần bảo vệ tôi nữa. Chúng tôi mà về rồi, vậy còn cô phải làm sao? Tôi chỉ ở lại thêm 2 ngày nữa thôi. Hả? Vậy cô quyết định nhận lời mời của cục nội vệ à? Anh về cho tôi gửi lời nhắn, nói với Long tướng quân, tôi có một việc rất cần ông ấy giúp. Được. Cái gì? Cuối tháng bố trí phòng vệ hội nghị tổng thanh tra. Sao vậy? Chuyện quan trọng như vậy mà cô quên rồi à? À, không dám, không dám, không dám. Chỉ là gần đây cục nội vệ công việc tương đối bận, còn phải nhờ Long tướng quân nhắc nhở. Chuyện này lãnh kiểm sơ xuất. Cục trưởng lãnh quá lời. Chúng ta làm việc cho đại soái, ai cũng có lúc không hết việc mà. Cho nên cậu không cần tự trách quá nhiều. Cảm ơn Long tướng quân thông cảm. Vậy theo tướng quân tính, khi nào bố trí sắp xếp triển khai hội nghị đi? Cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta hợp tác, cho nên mọi thứ không cần quá câu nệ hình thức đâu. Tôi biết các cậu đang bận, thời gian tùy thuộc các cậu quyết định. Đối với
các ứng viên hội nghị bên lữ đoàn. Tôi đã chỉ định trực tiếp bên đội hành động các cậu thì chọn Lưu Ly đi. Tôi thấy nha đầu này cũng vừa mắt, cứ cô ấy tới đây ngay lập tức. Lưu Ly à? Tướng quân à, hội nghị lẽ ra nên là tôi hoặc phó cục trưởng Tần tham dự mới phải chứ. Ê, không phải tôi vừa mới nói sao, lần thứ hai chúng ta làm việc cùng nhau, đâu cần cô để hình thức làm gì. Mong tướng quân biết hai vị cục trưởng bên đó đang rất bận công tác điều tra để lộ mật mã, cho nên không số đo làm gì. Chẳng qua là Lưu Ly thân mang trọng trách lãnh đạo đội hành động, ngày thường cũng rất là bận rộn, cho nên... Lãnh Kim, sao hôm nay cậu nói nhiều vậy chứ? Tôi đã thông cảm cho các cậu, thời gian tùy các cậu chọn, cậu còn ở đây nói bận là sao? Tướng quân, tôi không có ý này. Được rồi, để nhà đầu kia sắp xếp công việc xong xuôi, xác định thời gian rồi báo tôi biết. Cứ vậy đi. Alo. Cục trưởng Lãnh, là tôi đây, Lưu Ly. Tôi còn đang nghỉ, tối vậy rồi còn ai gọi điện tới. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Rất vui được nghe giọng cô, Lưu Ly. Nhưng mà e là cục trưởng Lãnh không vui khi nghe điện thoại của tôi thôi. Sao vậy? Cô muốn từ chối nhiệm vụ lần này à? Hôm đó sau khi bị cục nội vệ sa thải, tôi đã từng nghĩ rằng có thể là mình không thích hợp để ở lại. Ai biểu xuất thân của tôi phạm đại kỵ làm gì? Lưu Ly, xuất thân của một người không cách nào lựa chọn được. Nếu như ngay từ ban đầu cô đã chọn giúp sức vì Ngô đại soái, biểu hiện cũng rất xuất sắc trong thời gian ở cục nội vệ, đã đủ chứng minh cô cải tà quy chánh rồi. Cho nên đừng quá để ý xuất thân của mình trong quá khứ. Được, nếu cục trưởng Lãnh nói lời thành thật như vậy, tôi sẽ đồng ý gặp mặt Hà Ngạn cũng không phải là không được. Nhưng tôi có hai điều kiện. Cô nói đi. Thứ nhất, tôi muốn chính thức lấy thân phận về cục nội vệ. Thứ hai, sa thải một Thừa An để tôi thay vị trí đội trưởng đội hành động của cậu ta. Hai điều này phải được giải quyết trước, không thiếu một cái nào. Lưu Ly, đã mấy ngày không gặp, cách ăn nói của cô không giống như trước. Cô đưa ra yêu cầu như vậy, tôi làm sao mở lời với cục trưởng Đới? Cục trưởng Đới chắc chắn sẽ hiểu rõ đạo lý danh chính thì ngôn thuận. Quay về cục nội vệ cần thời gian làm việc, nhưng chuyện gặp Hà Ngạn lại là việc khẩn cấp. Vậy đi, cô hoàn thành nhiệm vụ trước, tôi cũng có cái cớ để nói với cục trưởng Đới. Tôi đồng ý chờ cục trưởng Lãnh từ từ mà làm. Nếu thật sự quá gấp gáp, vậy đành phải phiền anh tìm người cao tay hơn rồi. Alo. Alo. Lưu Ly. Anh Quang à, anh có sao không vậy? Một người bị sa thải mà cũng dám đặt điều kiện với tôi. Em sao vậy? Sợ tôi à? Chuyện này là sao? Sao Lưu Ly lại về cục nuôi vậy? Sao cô ta có thể về được chứ? Cậu đi báo cho Tôn Học Nghĩa, kêu cậu ta nghĩ cách ngăn cản. Về chuyện này cả cơ quan nhất định phải biết, không thể chậm trễ. Rõ. Nếu chuyện Athena trở thành sự thật, vậy chúng ta sẽ để cô ta chính thức cạnh tranh với Bàn Đồn ra, để xem ai có thể thắng được ai đi. Tướng quân, nhưng mà nhân lúc Lưu Ly còn ở hộp đêm Xuân Paris để cho tử sĩ lẻn vào ban đêm giải quyết cô ta không phải xong rồi sao? Cậu không thấy lý do tại sao Lưu Ly có thể trở lại cục nội vệ mà cả hai mật thư đều không đề cập đến sao? Chuyện này tổng cục nội vệ đó sẽ không vô duyên vô cớ tuyển dụng lại một người đã bị họ loại bỏ đâu. Thay vì nhanh chóng giải quyết cô ta, thì cái lý do tuyển dụng bí ẩn đó tôi hứng thú hơn. Dạ, thuộc hạ hiểu nên làm sao rồi. Trước khi mặt trời xuống núi, hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người chúng ta đều bình an quay trở về. Rõ. Rõ. Chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên. Xông lên đi, bắt bọn họ cho tôi. Lái xe, đuổi theo.
ơi trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao cái gì? Cái gì? Các người là ai? Đường Đường chính chính là người Trung Quốc, mày làm bán mạng cho người ngoại bang sao? Đã đến rồi lại còn muốn đi à? Nằm mơ. Thượng quan vụ phá, anh là quan chức chính phủ thành phố Thiên Tân, biết pháp rồi còn phạm pháp, đột nhập tô giới anh, bắt cắp một doanh nhân họ Pháp. Lúc cô Lưu Ly chỉ súng vào đầu của ông, hình như ông không nói như vậy. Quan chức chính phủ chúng tôi vừa để ông nghỉ ngơi một lát, trí nhớ lại không tốt rồi. Các người muốn thương lượng chuyện gì? Thực ra không thể gọi là thương lượng được. Vì ông nói chúng tôi bắt cóc ông, vậy vui lòng trả tiền chuộc để đổi lại tính mạng của ông. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim bán sao kê ngân hàng sẽ sớm được tính toán. Tính đến thời điểm hiện tại, ngân hàng Bình Tân chúng tôi đã mất bao nhiêu tiền cho vụ chạy trốn này. Tôi muốn ông trả bấy nhiêu tiền chuộc. Đúng là quá nực cười. Hơn một nửa số tiền đó đã bị các doanh nhân khác lấy rồi. Tôi không quan tâm. Chuyện này do ông gây ra thì tôi tính hết toàn bộ lên đầu của ông. Còn nữa, chúng tôi đã thay ông liên hệ địa điểm tổ chức. Sáng ngày mai, tôi muốn ông tổ chức một cuộc họp báo, nói rõ với Thiên Tân về toàn bộ chuyện xảy ra trên đường ngày hôm nay. Tôi nghĩ mạng sống của ông Oliver Taylor vẫn còn đáng giá chứ. Alo, tôi là Lãnh Kiếm. Cục trưởng Lãnh, cuối cùng tôi cũng gọi được cho anh. Có chuyện gì nói đi. Mới sáng hôm nay, có người đến tòa soạn để tìm Diệp Lan. Sáng nay sao? Ai vậy? Cô gái đó họ Tức Mạch, còn nói là thư ký của anh nữa. Cô nói ai? Là cô Tức Mạch. Diệp Lan đã theo ra ngoài nói chuyện, phải rất lâu sau mới trở lại. Bọn họ đã nói chuyện gì? Tôi không nghe rõ họ nói gì. Tôi chỉ cảm thấy Diệp Lan có vẻ bị kích động lắm. Cả người cứ như bị mất hồn vậy. Sau khi quay lại cũng không nói một lời. Ngay cả khi Lục Trạch Vũ hỏi, cô ấy cũng chỉ lắc đầu. À đúng rồi, sáng nay là cô gọi cho tôi đúng không? Sáng nay tôi có gọi cho anh hai cuộc, đều do một nhân viên nam trả lời. Tôi không nghe thấy giọng của anh nên đành cúp máy. Rất tốt, cô tiếp tục theo dõi Diệp Lan. Nếu cô Tức Mặt lại tới gặp Diệp Lan, báo tôi ngay lập tức. Dạ được. Tức Mặt, vào đây một lát. Vào đi. Hôm nay em có ra ngoài sao? Ừ. Đi gặp Diệp Lan đúng không? Đúng vậy. Sao anh lại biết? Một phóng viên đưa tin cho anh biết. Em tìm cô ấy để làm gì? Cô ấy quấy rầy chồng sắp cưới của em hết lần này tới lần khác. Không lẽ em không thể cảnh báo cô ấy, yêu cầu cô ấy đừng hủy hoại cuộc sống của tụi em sao? Diệp Lan quấn lấy thượng quan. Chuyện này khi nào vậy? Em không biết nó đã được bắt đầu từ khi nào, nhưng đã một hai ngày rồi anh ấy không cầm tay em.
Tôi thật sự không hiểu chính phủ Thiên Tân trả cho anh bao nhiêu mỗi năm để anh phải cống hiến hết sức lực như vậy. Anh còn lập kế hoạch lâu dài lẫn rắc rối, thậm chí còn không ngại vi phạm pháp luật như vậy. So với ông Taylor đây thì tôi cũng đâu thể nào được xem là gì chứ. Không thì như vậy đi, tôi sẽ thuê anh với phần thưởng gấp đôi, không, gấp năm. Chính phủ mà anh phục vụ không có tương lai. Một khi người cai trị bất bình thay đổi triều đại, chính phủ này sẽ không có khả năng tự cứu mình, chỉ có thể sụp đổ trong chốc lát. Những nhân tài như anh nên phục vụ cho đế quốc anh. Chỉ có chính phủ chúng tôi mới có thể cung cấp xứng đáng cho anh, gạt bỏ lo lắng của anh, để cho anh tiến xa ở vị trí của mình. Anh đồng ý chứ? Ông không cảm thấy rất buồn cười sao? Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồng tiền. Anh muốn bao nhiêu? Gấp 10. Tôi chỉ cần tiền chuộc và tuyên bố của ông. Anh có biết, nếu không phải vì tiếc cho năng lực của anh sẽ bị chôn vùi, tôi không màng chuyện thương lượng với anh đâu. Ông nên hiểu rõ. Bây giờ tôi là kẻ bắt cóc, ông là con tin. Nếu như ông không đưa tiền chuộc ra, tôi quỷ giao dịch. Không thể tin được. Chỉ có thiên thần và ác quỷ mới chống lại nổi sự cám dỗ của tiền. Tất nhiên tôi không phải thiên thần. Tốt hơn hết ông nên nhớ, tôi là một ác quỷ. Sau này nếu còn ở lại Thiên Tân làm ăn, tốt nhất đừng để tôi gặp mặt ông. Nếu không lần sau tôi sẽ không kiên nhẫn chơi trò bắt cóc dòng nữa đâu. Ông nghe rõ chưa? Phòng thẩm vấn. Có phải anh cảm thấy sắp có chuyện xấu hay không? Ngày mai sẽ có trận chiến khó khăn. Nếu không được xử lý đúng cách, chuyện gì xảy ra cũng đều có sự trả giá thích đáng. Phải rồi. Địa điểm tổ chức họp báo là trong tổng lãnh sự quán tôi với anh. Chúng ta không có cớ đưa thêm người tới dự, cho nên ngày mai chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không mau gì nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng đi. Anh cũng vậy, nghỉ ngơi sớm một chút. Lâu ngày à, là tôi. Tôi quen. Lệnh kiếm nhập cô phóng viên đó lại gặp nhau. Ở đâu? Ở quảng trường Hoa Viên. Diễn tại phim 4K. Sao em lại ở đây? Còn anh? Em đừng quậy nữa, cho này nguy hiểm lắm, mau về đi. Anh mới đừng quậy, anh muốn xung đột trực diện với Cao Thuyên sao? Có người đột nhập địa cung, mau lên! Người nào có bản lĩnh lớn vậy, dám đột nhập địa cung? Bắt sống cho tôi! Không lẽ đây là căn cứ bí mật của Cao Thuyên? Chắc là gì? Không sao chứ?
Lưu Ly, Lưu Ly, Lưu Ly, Lưu Ly, đừng mà. Con tỉnh rồi à? Mang thuốc vô đây đi. Lưu Ly đâu? Bà làm gì cô ấy rồi? Con cũng bị thương rồi, uống thuốc trước đã rồi nói. Tôi hỏi bà Lưu Ly đâu? Mau bưng chén khác vào. Cô ấy còn sống, đúng không? Con muốn gặp cô ta tới vậy à? Bà mau cầm máu cho cô ấy đi. Ngay cả thuốc con cũng không chịu uống, tại sao mẹ phải cứu cô ta? Đưa thuốc đây. Mẹ có đồng ý cho con băng vết thương cho cô ta sao? Cô ấy chạy bao nhiêu máu bà tính đi, tôi trả lại chú bà. Lưu Ly à, đừng nói chuyện. Anh biết là em muốn nói gì. Em yên tâm đi, không sao hết. Bây giờ em bị sốt cao, cần phải yên tâm nghỉ ngơi. Em không bỏ cuộc, anh cũng không bỏ cuộc. Em còn nhớ không? Con làm gì vậy? Tôi biết mình lại thành tù nhân của bà. Tôi cũng biết mình không có tư cách ra điều kiện với bà. Cho nên tôi xin bà, tôi xin bà cứu Lưu Ly đi. Tôi xin bà đừng làm hại cô ấy mà. Con từng tự tay hủy hoại cô ta, hủy hoại tình yêu của cô ta. Còn nữa, con biết tại sao bây giờ cô ta sốt cao không? Tại sao? Bác sĩ nói cô ta từng trải qua ca phẫu thuật não, dẫn đến một số di chứng. Mệt mỏi quá mức, chảy máu do vết thương sẽ khiến cô ta bị sốt cao. Phẫu thuật não gì vậy? Không có, là bà ta gạt anh thôi. Phẫu thuật não gì vậy? Hôm đó còn thẩm vấn cô ta, không phải cô ta ngất hai lần sao? Còn có nhớ, đó là cục máu đông do não bị da đập đè lên hệ thần kinh trung ương. Nếu không lấy cục máu đông ra thì sẽ khiến cô ta mất dần tự do vận động. Lúc đó mắt cô ta gần như không thể nhìn thấy. Nếu bác sĩ từng tới khám cho cô ấy, vậy tôi xin bà, để bác sĩ cứu cô ấy đi có được không vậy? Bác sĩ chỗ của mẹ đều là nhân viên phòng thí nghiệm cơ thể con người, con yên tâm đi. Tôi cầu xin bà mà. Dương Pha, Dương Pha. Tôi cầu xin bà mà. Tôi cầu xin bà. Gọi bác sĩ tới, con cần phải nghỉ ngơi. Lưu Ly, Lưu Ly, Dược Pháp, Lưu Ly, Lưu Ly, Lưu Ly. Cao tướng quân đã đồng ý thả cô, mau đi sớm đi. Đồng ý thả tôi sao? Vậy còn Vũ Phá? Cô men theo hành lang này đi qua vườn hoa, cuối đường có thể thấy lối ra. Cậu chủ đã quyết định ở lại, cậu ấy không gặp cô đâu. Cậu chủ,
chúng ta mau về thôi. Như vậy con yên tâm rồi chứ? Do vợ đâu? Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Sao vậy? Tìm cô ta à? Nhiệm vụ? Mà kêu đi giết Lưu Ly chứ gì? Không phải con đồng ý ở lại với mẹ, hà tất phải so đo chuyện này? Vậy sao? Đừng quên đi! Con đang làm gì vậy? Tôi từng ở trại tạm giam một lần rồi, bà quên rồi sao? Thượng quan Vũ Phá, bây giờ con vì một người phụ nữ mà dám lấy mạng của mình ra để đe dọa mẹ sao? Là vì người mẹ như bà đồng ý điều kiện rồi mà lại nuốt lời. Bà cơ bản chính là sai người đi giết Lưu Ly. Được lắm, coi ai nhẫn tâm phải không? Nhưng trái tim của mẹ 29 năm trước đã bị cha của con làm cho tan nát rồi. Được, hôm nay mẹ phải xem thử mẹ xem máu của con giữ lại được bao lâu. Hôm nay bà không thể thắng tôi. Sau khi biết toàn bộ chân tướng, tôi chưa từng nghĩ muốn sống tiếp. Bà giết Lưu Ly thì tôi sẽ chết chung với cô ấy. Được, coi như con giỏi. Thông báo cho võ giả thả Lưu Ly đi. Rõ. Võ giả, cậu chủ muốn tự sát. Cao Tuấn Quân ra lệnh thả cô Lưu Ly quay về. Mau, bác sĩ mau lên. Sao rồi? Cần phải truyền máu ngay, nhanh mới kịp. Để đó tôi. Sao rồi? Bác sĩ nói nó hoàn toàn không có ý chí muốn sống. Cho dù bây giờ đã cầm máu được nhưng cũng không thể tỉnh lại. Tôi muốn ở lại với anh ấy. Dựa vào cái gì? Nếu như không phải tại cô, nó có ra nông nỗi này hay không? Cô mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đi. Nó là vì cô chảy biết bao nhiêu là máu. Nó còn nói dù chảy bao nhiêu máu nó cũng phải bù lại cho tôi. Cô nhất định phải bướng giống như mẹ cô vậy sao? Đó. Vợ chết anh rồi. Anh thấy vui không? Em nhìn xem gì kìa. Anh nói xem, có lính canh nào đang theo dõi chúng ta ở quanh đây không? Mặc kệ họ đi. Trước mắt anh chỉ thấy những ngôi sao trên bầu trời và đôi mắt của em thôi. Sao trước đây em không phát hiện ra anh dẻo mồm dẻo miệng tới mức này hả? Lúc trước là anh yêu cầu quá nhiều. Sau này anh một lòng chỉ muốn em vui vẻ thôi. Anh có phải vì không ai ở đây mới nói như vậy hay không? Ừ. Có cần anh đứng trước mặt của cha nói lại hay không? Anh dám hả? Nói nghiêm túc nha. Chỗ này trong toàn bộ khu vực được canh phòng lỏng lẻo nhất. Em chuẩn bị xong chưa? Chủ Phá, hai cha con chúng ta cuối cùng có thể ở riêng với nhau rồi. Đây là mong ước lâu nay của cha. Thật tốt quá. Cha, con đưa cha đi dạo một vòng nha, có được không? Ừ, nghe lời con vậy, xuống dưới đi dạo. Cậu chủ Thường Quang, con muốn đưa ông ấy đi đâu? Không đi đâu hết. Cha tôi ở trong phòng ngột ngạt quá, đưa ông ấy đi hít thở không khí thôi.
Lúc nãy ở Diền Quan là thời gian bảo vệ thay ca, phòng ngự tương đối lỏng lẻo, cậu chủ chắc chắn có kế hoạch trước rồi. Chỉ có hai người họ, còn có cả thượng quan quyết đi lại bất tiện, canh gác lỏng lẻo thì để cho họ chạy thoát được sao? Là do tôi không chu toàn, xin cao tướng quân cho phép tôi dẫn người đi tìm họ bắt về. Còn không đi mau. Đã nhiều năm vậy rồi, ông vẫn muốn rời khỏi tôi vậy sao? Bác trai à, mình ăn cơm. À, cảm ơn. Con xin lỗi, hôm nay để bác phải ăn món hơi khác như vậy. À, ta nếm thử xem. Mùi vị cũng không tệ đâu. À, thật hả? Mặn quá. Khó ăn như vậy mà con đi mua món khác cho bác nha. Nha đầu, quay lại đi. Món này ăn cũng được rồi, bỏ đi thì phí lắm. Bác an ủi con hả? Con cũng đang học nấu ăn rồi, chuyện nấu món ăn ngon còn xa sao. Nào, đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống ăn đi, ta cũng đói rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Ăn đi. Hay là bác uống canh đi nha, canh cũng tạm lắm, nãy con nếm rồi. Bác, đi thôi. Đi. Đừng nói cho ta, con mau đi đi. Không được, chúng ta cùng đi. Cầu Thuyên, Thượng quan Vũ Phá hành động không chậm ha. Biết người đang ở trong tay ta, lại còn để Long Chiến đóng quân tại hành quân ngoại ô. Còn tưởng ta không dám ra tay có phải không? Cả Thiên Tân bây giờ ngoài cùng giám sát, thật sự không ai có thể điều binh qua được Long Chiến. Cách làm của cầu chủ đúng là quá mạo hiểm rồi. Báo cho phòng thông tin trả lời Hà Ngạn, kêu cậu ta dựng lính tới canh giữ cho tôi. Tôi muốn xem thử Long Chiến có bản lĩnh gì lớn. Sao vậy, không nghe lệnh của tôi à? Tướng quân, thứ cho tôi mạo hiểm hỏi một câu, bây giờ bà đã chuẩn bị khai chiến hay chưa? Nay cục diện bế tắc, chỉ càng làm cho mâu thuẫn giữa địch và ta công khai. Huống hồ gì khu đại soái cũng quyết tâm giành được bảo vật, đối đầu quá sớm e là sẽ tan quân ở Thiên Tân. Xét gì lâu dài, ngược lại sẽ bất lợi cho chúng ta. Tôi đi lấy thuốc cho bà. Không cần, tôi không sao. Bảo cho Hà Ngạn đưa người ra đây cho tôi. Rõ. Hiểu chuyện gì? Hai người các người không phải đang tính toán làm sao đối phó tôi à? Bà đừng nghĩ nhiều, chẳng qua tôi đang dạy Lưu Ly chơi cờ thôi. Bây giờ ông còn tâm trạng để chơi cờ sao? Để Vũ Phá ở bên ngoài chống đối lại tôi, hai người các người không lo ngại chút gì đúng không? Vũ Phá chẳng qua chỉ vì trách nhiệm bên mình, làm trọn bổn phận mà thôi, vốn không hề muốn đối đầu với bà. Điều tay cô,
cô biết tôi tốn bao nhiêu công sức mới có thể đưa Vũ Phá về bên tôi không? Cũng tại cô, nó mới phải đối mặt với những chuyện trong quá khứ. Bây giờ cô còn lợi dụng tình cảm của hai người, xúi dục nó chống lại mẹ ruột của mình hết lần này đến lần khác. Tôi không có. Anh ấy có suy nghĩ và hành động độc lập vô cùng. Tôi không thể kiểm soát, và bà cũng không thể. Luli, bà ta có thể sai, con không thể làm trái luân thường. Luân thường hả? Ông thì hiểu cái gì mà luân thường chứ. Người không nên nói tới luân thường chính là con trai ngoan một tay ông dạy đó. Cao Thuyền, dừng tay đi được không vậy? Bà nhìn xem mấy người chúng ta, thật ra chúng ta là người thân trong một gia đình, nhưng từ trước tới nay người bà làm hại sâu sắc nhất chính là người thân nhất với bà. Bà nghĩ xem, Vũ Phá, cả Lưu Ly đều là những đứa trẻ rất là xuất sắc đó. Nếu có cuộc sống bình yên ở bên nhau, bà nên tự hào về bọn trẻ. Lúc loạn lạc người ta mưu cầu sinh tồn, không tiếc đuổi con lấy miếng ăn, tại sao cứ để một mình tôi gánh nặng lo toan? Phim được dịch và lồng tiếng. Người đâu? Phim 4K. Dạy Lưu Ly xuống dưới cho tôi. Cứng đầu, còn cứng đầu nữa. Tôi xem cô còn cứng đầu được bao lâu. Đi. Cao Thuyền, bà suy nghĩ kỹ đi. Bà phải xung đột vũ trang với con trai mình như vậy thì mới hài lòng sao hả? Cho dù bà có thắng thì cũng mất đứa con mãi mãi. Bà không cảm thấy như vậy cái giá phải trả là quá lớn hay sao? Câu nói này ông để dành mà hỏi con trai ngoan của ông đi. Không phải nó luôn muốn đối đầu với tôi sao? Tôi sẽ cho nó cơ hội. Lần này tôi đích thân đấu với nó một trận, muốn xem thử ai trong chúng ta phải trả giá đắt hơn. Bà đứng lại. Bến tàu số 4. Vậy thì ra sao? Tôi từng kiểm tra xác của Cố Tư Triều và hai chủ tịch tờ báo nổi tiếng. Vết thương trên người của họ rõ ràng bị giết bởi người thuận tay trái. Thì ra chính là anh. Thượng quan, đó là bằng chứng quan trọng. Nếu rơi vào tay của Cao Thuyên, vụ này chắc chắn sẽ thua. Giờ tôi không lo được nhiều, tôi cần phải cứu Lưu Ly ra. Thượng quan, nó cũng có liên quan tới Lưu Ly. Nếu để thua như vậy, anh tưởng cô ấy tha thứ cho anh à? Cao Thuyền đã nói với tôi Lưu Ly ở đâu, nhất định phải cứu cô ấy. Chuyện khác đợi tôi về rồi nói. Thượng quan. Có thể trưởng. Nghe tôi nói, bà ta chỉ muốn đe dọa ép anh sai lầm. Bây giờ anh đưa bà ta có thả người hay là không đi. Đó chỉ là một cái bẫy thôi. Thượng quan, anh quên hả? Dưới lầu có ngải tề chim đang theo dõi anh. Đồng tiếng tại phim 4K. Ấn Nhân, hả? Anh xuống dưới lấy xe đi. Ờ, được. Đi, 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 đi. Đi đi.
Cao Thuyên đâu? Kiếm bà ta ra đây, tôi có chuyện muốn nói. Cậu chủ Thương Quang có chuyện nhờ giả mẹ của mình mà lại gọi bà ấy là Cao Thuyên. Xem ra tình yêu của cậu đối với cô Luli cũng chỉ có vậy thôi. Anh gọi điện thoại đi, tôi tự nói với bà ta. Được. Alo, ai vậy? Là tôi. Thưa mẹ. Hai chữ này chính là mục đích bà muốn có phải không? Vậy bây giờ bà nghe được rồi, hài lòng rồi chứ? Hiểu rõ giả đưa chìa khóa cho tôi ngay. Mặc kệ điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý. Đưa chìa khóa cho tôi ngay. Nếu con thông minh như vậy thì chắc con cũng biết mẹ muốn gì. Được, tôi đồng ý. Bí mật hỗ trợ Kiều Đại để có được quyền phát triển hành của ngoại ô. Rất tốt, không hổ là con trai của mẹ. Đưa điện thoại cho võ giả đi. Sao rồi? Đừng sợ, đừng sợ mà. Không sao rồi, không sao rồi. Luli, buông cô ấy ra. Cô ấy yếu quá rồi. Tôi mới là bạn trai cô ấy. Họ Tần kia, lúc nào rồi anh còn giả vờ làm người tốt chứ? Tôi giả làm người tốt à? Từ sau khi cô ấy ở cạnh anh, anh đã mang lại được những gì? Anh mang lại cho cô ấy toàn tai họa. Anh có cho cô ấy hạnh phúc thật sự không? Anh có làm cho cô ấy sống vui vẻ không? Không có. Anh chỉ toàn mang lại những thất vọng, đau khổ, tổn thương mà thôi. Luli, Luli. Trùng hợp cứu em thôi, anh đừng có hiểu lầm được không? Trùng hợp vậy sao? Thì trùng hợp như vậy mà. Em trúng kế mai phục của Cao Thuyên, anh ấy tình cờ đi qua cho nên cứu em. Chuyện là như vậy. Em bị mai phục ở đâu? Theo như anh biết, căn nhà thuê đó đã được Thượng Quan mua lại từ lâu rồi. Mua lại để tiện hai người gặp mặt chứ gì? Đương nhiên là không phải rồi. Từng Lãng, sao anh có thể nghĩ như vậy? Anh ấy, đúng là em có vài chuyện không thể giải thích, không thể nói cho anh nghe là tại sao. Nhưng mà anh tin em đi, hơn nữa có rất nhiều chuyện từ khi bắt đầu chúng ta đã sai rồi. Bao gồm cái chuyện chúng ta nghĩ mình có thể bên nhau đúng không hả? Đương nhiên là không phải. Từng Lãng, em không nói chuyện tình cảm. Em chỉ đang muốn nói là em không hề muốn làm cho anh bị tổn thương. Anh có biết không? Đúng, anh tin. Anh đang muốn nói em với Thượng Quan không trở về bên nhau. Trái tim em vẫn ở chỗ anh à. Anh có một cách chứng minh hiệu quả để anh sớm tin. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Em thấy rồi đó. Xin lỗi anh, em không cố tình. Em xin lỗi. Tôi biết em không cố ý,
Lúc trước là tôi quá ngốc, không nỡ thấy em phải khó xử, nên ngay cả thăm dò cũng không dám. Nhưng lúc tôi bị vết thương, đau tới nỗi sắp tê dại, lúc tôi cố chịu đựng thì thấy em khóc. Cuối cùng tôi cũng thấy sự thật mình mong muốn rồi. Anh đi đâu vậy? Không còn liên quan tới em nữa. Cô qua đây. Hạng Văn Bân chết rồi sao? Dạ đúng, đã là chuyện của mấy ngày trước. Không biết anh ta lấy đâu ra lưỡi dao rọc giấy, nhưng lúc cục trưởng lãnh vừa ra khỏi phòng thẩm vấn thì đã cắt cổ. Tự sát. Nếu giống như những gì mà cô nói, hôm đó thực sự đã có người vào phòng thẩm tra, lén lút gặp Hạng Văn Bân, đưa lưỡi dao rọc giấy. Nhưng vậy thì tại sao cậu ta không chờ tôi và Tần Lãng tới nói rõ tình hình với chúng tôi mà lại tự sát chứ? Tuy là Hạng Văn Bân không kịp chờ mọi người, nhưng mà người đưa lưỡi dao chính là cấp trên của cậu ta. Người này đã mai phục trong cục nội vệ chúng ta từ rất lâu, vào giây phút quan trọng nhất mới xuất hiện, và dùng cách đặc biệt nào đó để đe dọa Hạng Văn Bân. Logic kiểu gì vậy? Toàn tự cô tưởng tượng ra. Cái đó mà gọi là tự tưởng tượng ra sao? Nếu trên người của Hạng Văn Bân giấu lưỡi dao từ trước, sao lúc thẩm tra lại không tự kết liễu mình đi? Muốn sống mới khai ra nhiều tới như vậy, cuối cùng đột nhiên tự sát là sao? Nói đi nói lại, cô vẫn đang nghi ngờ tôi do vụ Hạng Văn Bân được kết thúc bằng tự sát. Không hẳn, tôi chỉ đang cảm thấy lạ lẫm vì lúc thẩm tra anh rõ ràng tin chắc rằng anh ta có cấp trên tại đây. Giờ chuyện phát triển tới mức này, anh lại nói không có cấp trên là sao? Tôi không cho là như vậy, vì tôi không tìm ra bằng chứng. Được rồi, vậy thì tôi đi nói chuyện này với Tần Lãng. Nhưng tôi tin cục trưởng lãnh chắc chắn nhớ quyền hạn chế của cục trưởng cục nội vệ. Chỉ cần phó cục trưởng và đội trưởng đội hành động cùng thống nhất với nhau thì sẽ có quyền yêu cầu cục trưởng thẩm tra lại vụ án. Chú Phá, ngồi đi. Thứ mà bà cần tôi mang đến rồi. Thưa anh, xin hỏi anh muốn uống gì? Không cần đâu, tôi sẽ đi ngay. Vũ Phá, trước giờ mẹ chưa từng mời con ăn gì. Bây giờ chỉ có nguyện vọng nhỏ này, hy vọng con không phụ lòng mẹ. Phiền anh cho ly cà phê. Dạ được, anh đợi chút. Cha tôi vẫn khỏe chứ? Bà nói với tôi là tình hình sức khỏe của bà không tốt lắm, khi gặp phải tình trạng cao gắt bất an thường dựa vào thuốc để tự giải quyết, có đúng không? Tôi thật sự rất muốn nói với bà, tôi cũng không muốn đối đầu với bà đâu. Bà với cha tôi có ân oán, theo tôi thấy bây giờ cũng đã khác trước rất nhiều rồi. Hôm đó tôi gọi cho bà, do tôi lo lắng, có hơi nóng tính một chút, cho tôi xin lỗi. Những lời mà con vừa nói là thật lòng sao? Hay là con nói chỉ vì sợ mẹ sẽ làm hại cha con, cho nên con nói vậy để mẹ vui? Là lời thật lòng của tôi. Vậy bà có đồng ý vì tôi từ bỏ kế hoạch đó không? Con nói điều vừa rồi, vì muốn mẹ từ bỏ tất cả sao?
Không phải, tôi... Xem như con chưa nói gì. Nhớ kỹ những lời con đã hứa đi. Vì mình mà làm cho tốt. Tại phim 4K. Cao Thuyên, bà đang tính làm gì vậy? Chiếm giữ hành cung. Bà muốn gây chiến với quân đội Thiên Tân, có phải không? Nếu như Trương đại soái đồng ý tham chiến, tôi sẽ không mất quá nhiều thời gian như vậy. Hèn gì mà đội quân thường phục không theo đến. Chắc Trương đại soái cũng hiểu được bây giờ không phải là lúc. Cao Thuyên, đừng phạm thêm sai lầm nữa. Lời của Trương đại soái mà nên nghe theo đi. Bây giờ Trương đại soái không thể hiểu được tình hình của hiện tại. Đợi tới lúc tôi gửi cái đầu và kho báu của Ngô đại soái cho ông ấy, ông ấy sẽ hiểu rõ nỗ lực cực khổ của tôi. Tại sao bà vẫn cứ cố chấp như vậy? Dù gì đây cũng là ranh giới của Thiên Tân, địa bàn của Ngô đại soái. Cho dù thành công đi nữa, bà cũng không thể toàn thân rút lui được. Không thể toàn thân rút lui thì tôi cho cùng chết chung. Bà, ngay lúc này đây tôi không thể bị người khác đánh bại được. Không ai có thể bắt tôi bỏ cuộc. Ai chà. Thương quân, bà đọc báo này đi. Chủ tịch Duệ Hòa Dương Hưng và phó thị trưởng Thượng quan Vũ Phá bí mật gặp nhau ở quán cà phê. Cho dù trước đây cô ta được biết bao nhiêu lợi ích từ Vũ Phá, bây giờ vẫn quay lưng lại với nó. Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra được thôi. Theo như tôi biết, công tử đã chia tay với phóng viên của Thiên Tân vậy. Mau tìm Tức Mặt đến đây cho tôi. Dạ. Chỉ có một lối ra, cứ để ông ta đem theo mớ vàng, vui được cứ vui, sớm muộn gì cũng ra thôi. Ngô đại soái, tôi là Cao Thuyên, hạnh ngộ. Cao tướng quân, ngưỡng mộ tên tuổi đã lâu, bổn soái có chỗ không hiểu. Tư thế của bà như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Ngô đại soái, bây giờ đã hiểu tôi muốn làm gì chưa? Hành cung nơi đây vốn là khu trực thuộc của bổn soái. Trước đây bà đầu cơ trục lợi văn vật trong cung, còn thèm muốn kho vàng của Phật tổ, đúng là vô pháp vô kỷ. Còn không phải dựa vào những người bên cạnh đại soái hỗ trợ sao? Chuyện ngày hôm nay ông cũng có phần. Đại soái à, tôi đã từng bị đồng tiền gây ám ảnh, giúp Kiều đại giả lấy trộm một ít văn vật. Nhưng mà chuyện ngày hôm nay tôi thật sự không hề biết một chút xíu nào hết. Ông là kẻ giúp trộm văn vật. Ngô đại soái, chuyện đã đến nước này, ông đưa tay chịu trói hay vẫn cố chấp kháng cự đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Hai người đang làm cái gì vậy? Trừ khi mẹ dừng lại ngay, để Ngô đại soái rời đi an toàn. Chẳng giết đại soái là trọng tội khó tha, bây giờ rút tay lại vẫn còn kịp. Không thể nào, chúng ta là chủ ở đây, không thể tha cho hắn được. Hai người tránh ra. Vậy thì mẹ hãy giết tụi con luôn đi. Thượng quan Vũ Phá, mẹ sẽ cho con cơ hội cuối cùng. Tránh ra. Tụi con đã quyết định rồi, nếu như mẹ nhất quyết không buông tay, vậy thì hãy động thủ đi. Nhắm vào Ngô đại soái bắn đi. Mau, lên mau đi, đừng chạy tới chạy lui nữa. Tướng quân, thời gian dây thành của chúng ta đã sớm hơn dự kiến, ông đừng lo quá.
Trong tay Cao Thuyên có rất nhiều loại bom hạng nặng, chúng ta phải cẩn thận. Dạ. Đi. Đi. Đại sói à, Tổng tướng quân, đưa đại sói đi trước đi. Vậy còn các người, mặc kệ chúng tôi hiểm trợ. Phải cẩn thận, mau trốn ra ngoài rồi chúng ta tập hợp. Đi đại sói. Cẩn thận đó. Tướng quân đi mau, chúng tôi không cản được nữa rồi. Võ giả, đi mau. Luli, em có sao không? Em có sao không? Dược phát. Luli à, Luli, cố chịu nha, anh đưa em tới bệnh viện. Ta phải đi thôi, nhanh lên, nếu không là không kịp nữa. Lính của Long Chiến đang xông vào đây rồi. Ông buông tay ra đi, buông tay ra. Ông, bà đã làm gì với đại soái rồi? Ông điên rồi. Đại soái bây giờ như thế nào? Nói. Tôi không mang tới cái gì hết, tôi liều mạng qua đây để cứu ông. Ông lại lo cho đại soái của ông. Đại soái bây giờ sao rồi? Mau cho tôi biết mau. Ông ta vẫn khỏe mạnh. Tại sao ông làm vậy với tôi chứ? Tất cả các người đều giống như nhau. Lúc ăn cơm thì đã nói dối gạt tôi, nói chúng ta là một gia đình. Trong nháy mắt, Vũ Phá với Lưu Ly đã phá hỏng hoàn toàn chỗ này của tôi rồi.
Đại xoay của ông rất khỏe mạnh, vàng bạc cũng lấy hết rồi. Ông hài lòng chưa? Tôi xin lỗi, bà vẫn một lòng nhớ đến tôi. Tôi đã làm bà tổn thương lần nữa. Ông xin lỗi. Mỗi lần ông làm tôi tổn thương cùng cực, tổn thương đến chết đi sống lại, ông lại nói câu xin lỗi tôi. Bà hận tôi không? Đương nhiên là hận. Từ khi con trai chúng ta bị ông đưa đi tránh xa khỏi tôi hận chết đi được. Tất cả chuyện này tôi làm là để báo thù. Vì báo thù ông, làm ông đau lòng, để nhận lại con ruột của mình, tôi đã biến mình thành một kẻ chính mình cũng không nhận ra. Ông nói xem tôi có hận ông không? Bà có hối hận khi biết tôi không? Tôi có thể nói cho bà biết, tôi chưa từng hối hận đâu. Không hề. Nhìn thấy bà dõi theo từng bước bà trở thành con người như bây giờ là điều mà tôi thật sự vô cùng đau đớn. Bà có biết, cho tới giờ bà luôn là một nút thắt trong tim tôi. Bởi vì tôi hiểu, hận thù trong lòng bà đều do tôi mà ra. Ông còn nói chuyện này với tôi làm gì nữa? Cao Thuyền à, tôi xin lỗi bà. Ông nhất định bỏ tôi mà đi sao? Hả? Không có ông, tôi còn có thể đối đầu với ai đây? Ông còn nhớ không, lúc chúng ta gặp nhau trong trường, ông là sĩ quan, tôi là sinh viên. Tôi muốn nói với ông là tôi sẽ không hối hận. Biết hai đứa con đến đây, mẹ của các con đã cố tình chuẩn bị một bữa ăn này, coi như cha đã hoàn thành kiếp này và tâm nguyện cuối cùng. Cha, cả nhà chúng ta đều là quân nhân, không kiêng kỵ chuyện này. Cao Thuyền, hai chúng ta ân ân oán oán, chỉ sợ đời này cũng không nói rõ. Nhưng từ lâu nay, tôi luôn muốn xin lỗi bà. Đến hôm nay, bà lấy ơn báo oán, bàn ăn này, Thượng quan quyết tôi ghi nhớ trong lòng. Ở trước mặt con cái, nói chuyện này làm gì? Vì sự đoàn viên ngày hôm nay, chúng ta hãy nâng cốc chúc mừng. Lulie nói rất đúng. Đây, uống cạn đi. Nào, ăn đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại rồi, phim 4K. Tuy nói là bữa cơm đoàn viên, nhưng có chuyện con không hỏi không được. Mẹ mời Ngô đại soái đến đây là muốn làm gì? Bảo vật trong địa cung chúng ta
luôn là thứ mà Ngô Đại Soái muốn. Mẹ nói đôi chút với ông ta, ông ta liền đề nghị được đến xem. Mẹ cũng không thể từ chối. Vậy sao? Nếu mẹ thực sự nghĩ như vậy, tại sao không đơn giản lui binh để Long Tướng Quân đóng giữ hành cung? Tối nay hai người chịu về đây ăn cơm, mục đích thực sự là đây à? Đương nhiên là không phải. Con và Vũ Phá thật lòng hy vọng có thể cùng bác biến thù thành bạn. Huống chi con từ nhỏ đã phải sống xa gia đình, trước giờ chưa từng nhận được sự quan tâm của cha mẹ. Con thật sự rất mong được giống như ngày hôm nay, một gia đình quây quần bên nhau và mỗi ngày đều ăn cơm cùng nhau. Không phải quá dễ sao? Các con ở lại đây không phải được sao? Cao tướng quân, có quân tình cần báo. Mọi người ăn trước đi, tôi sẽ quay lại ngay. Lãnh Kiếm không nói gì với cô sao? Không có. Để tôi nói cho cô biết, thật ra chúng tôi là người của Cao Thuyên. Cái gì? Ý cô nói cả Lãnh Kiếm và cô đều... Đúng. Cao tướng quân chẳng qua chỉ lợi dụng cô làm thượng quan Vũ Phá không cách nào theo Ngô Đại Soái nữa. Cuối cùng anh ta chỉ còn biết ngoan ngoãn tới cậy nhờ Trương Đại Soái. Bây giờ nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi. Cô muốn làm gì đây? Diệp Lan, mau chạy đi, nhanh lên, mau chạy đi. Chạy đi Diệp Lan. Sao cô lại ở đây? Cao Thuyên lệnh cho Tức Mặt Thuận giết tôi. Tôi sợ quá, tôi không dám về nhà hay đến tòa soạn. Cho nên cô nghĩ tới chúng tôi. Tôi biết mình đã sai rồi, tôi không nên tin bọn họ. Lục Trạch Vũ đã bị hại chết rồi. Chúng ta đưa cô ấy đi cùng, rời khỏi Thiên Tân. Dù sao thêm một người cũng không nhiều lắm. Đi mau lên. Mọi người đã đến rồi, thuyền đã đến sớm. Bây giờ đi được rồi. Được. Cô này là... Cô ấy là bạn chúng tôi, bị Cao Thuyên đuổi giết, muốn nam tiến. Cho cô đi cùng đi. Yên tâm đi, trên đường đi chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Chúng tôi chỉ có thể đưa tới đây. Mọi người mau đi đi. Hai người không đi với chúng tôi sao? Chuyện xử lý chưa xong, chúng tôi sẽ không đi. Luli, tình hình bây giờ rất hỗn loạn. Cả chính quyền thành phố và cục nội vệ đều đang gặp khủng hoảng. Sao cô còn ở lại đây? Chúng tôi còn có Long Tướng Quân, sẽ không ai dám hành động lỗ mãng đâu. Khi chúng tôi xử lý xong mọi chuyện, nhất định sẽ vào Nam tìm hai người. Được rồi, vậy bảo trọng. Bảo trọng. Lưu Ly, cảm ơn cô. Chúc cô và Thượng Quan hạnh phúc. Muốn tôi ám sát Ngô Đại Soái à? Bước này chỉ để đề phòng thôi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, khi Ngô Đại Soái đến lấy bảo vật trong địa cung sẽ là giờ chết của hắn. Tới lúc đó, anh không cần bỏ ra công sức gì cũng trở thành người hùng vĩ đại tiếp theo của Trương Đại Soái. Không được, kế hoạch này quá mạo hiểm. Chưa kể kế hoạch dưới địa cung bất thành, hay cho dù ám sát thành công tôi cũng khó thoát ra. Nhưng anh phải chấp nhận rủi ro này, bởi vì tôi đã đem chứng cứ mà anh có mã quá rồi gửi cho Tổng cục trưởng Đới rồi. Nếu anh mà không đáp ứng được, mật mã được phá giải sẽ được gửi đến cho Bắc Bình. Hậu quả như thế nào không cần phải nói với anh chứ. Tức Mặt Thuận, tại sao cô làm như vậy với tôi? Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì để cho cô phải tổn thương hết, nhưng cô lợi dụng tôi hết lần này tới lần khác để làm tổn thương tôi là sao? Tôi cũng thấy có lỗi với anh lắm, nhưng lại không thể làm trái lệnh của Cao tướng quân được. Bà ta vì muốn lợi dụng mới nuôi dưỡng cô thì tại sao cô phải trung thành với bà ta tới như vậy chứ? Vì đó là niềm tin của tôi từ nhỏ cho tới lớn.
Nếu như tôi vi phạm điều này, làm sao mà sống được? Cô có biết không, tôi đã từng sống chỉ vì cô. Bám chặt vào. Bác sĩ à, bác sĩ, mau cứu người đi. Nào, anh qua đây một chút. Cô ấy bị thương rất nghiêm trọng, vừa mới phát hiện được não bộ đã bị tổn thương, cần phẫu thuật ngay lập tức. Được rồi. Có điều à, sau khi phẫu thuật có thể bị mất trí nhớ, anh có đồng ý không? Tôi đồng ý. Em không phẫu thuật đâu, em không thể mất trí nhớ, em không muốn quên anh. Không sao đâu, em phải mạnh mẽ lên. Khi vừa tỉnh lại em sẽ nhìn thấy anh, em sẽ không quên anh đâu. Anh sẽ đợi em. Sẽ lại quên anh đi, quên hết những chuyện này, thì anh sẽ làm sao? Anh sẽ làm cho em yêu anh một lần nữa. Thượng quan tiên sinh, tỉnh lại đi. Thượng quan tiên sinh à, Thượng quan tiên sinh.